Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm Hoàng Tử. Ngày 9 tháng 8, một trang tin quốc tế tiếng Việt có bài bình luận về phát biểu của Bộ trưởng Tô Lâm: "Dân ngủ không phải khóa cửa". Phát biểu này của Bộ trưởng Bộ Công An, Đại tướng Tô Lâm nói khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương hôm 8 tháng 8 về yêu cầu đảm bảo sự bình yên cho nhân dân. Hình ảnh bài trên phải tiếng Việt. Bài báo dẫn lời một người dân sống tại Sài Gòn cho rằng ông Tô Lâm nói theo kiểu hoang tưởng, mỹ dân, ý là xã hội chủ nghĩa thì sẽ được như thế, nhưng thật sự ngày càng tồi tệ, dân tình ngày càng khổ. Có câu là cùng khổ thì sẽ sinh ra tệ nạn, sẽ xảy ra trộm cướp nhiễu loạn cả xã hội. Bài báo cho biết, tại kỳ họp quốc hội vào tháng 11 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, trong năm 2022, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm gây bức xúc trong dư luận và xã hội tiếp tục có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là tội phạm giết người tăng 13,17%. Bài báo dẫn nhận định của luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài từ Đức Quốc nói, ông Tô Lâm ở trên ghế bộ trưởng không đi sát với tình hình thực tế ở Hải Dương nói riêng, cũng như các địa phương trên cả nước nói chung. Qua mạng xã hội chúng ta đã thấy người dân Việt Nam, ví dụ có trồng cây mít, hay kể cả thùng rác thì họ đều phải dùng khóa để khóa tất cả lại. Cho nên theo luật sư Đài, yêu cầu của ông Tô Lâm mang tính chất hoang tưởng, không có một chút thực tế nào so với điều kiện hoàn cảnh kinh tế, chính trị, xã hội cũng như vấn đề an ninh trật tự ở Việt Nam. Trong khi đó, vấn đề tội phạm Việt Nam mỗi một năm đều có mức tăng trưởng khủng khiếp từ 10 đến 20%, tăng trưởng tội phạm hình sự hàng năm ở các nước tư bản thì những người đứng đầu như bộ trưởng tô lâm không bao giờ cần thiết phải yêu cầu điều đó đối với cảnh sát địa phương bởi vì bất kể người nào khi bước chân vào nghề cảnh sát đều hiểu rõ trách nhiệm là đảm bảo một cách an toàn tuyệt đối cho người dân ở việt nam giữa tội phạm và công an người dân đều nhìn thấy rõ sự cấu kết với nhau nếu như không có tội phạm thì công an không tồn tại được không có tội phạm thì công an không được tăng ngân sách không được tăng quân hàm. Vẫn theo luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, mối quan hệ của giữa tội phạm và ngành công an Việt Nam là mối quan hệ cộng sinh với nhau. Hình ảnh cựu trung tướng công an Phan Văn Vĩnh và cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị áp giải ra tòa năm 2018. Bài báo nêu dẫn chứng, nhiều năm qua, có nhiều vụ bê bối của ngành công an bị đưa ra công luận. Đơn cử như năm 2018, cựu trung tướng công an Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh bị tuyên án 9 năm tù và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao bị phạt 10 năm tù vì những liên can đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng. Đến năm 2019, ông Phan Hữu Tuấn, cựu Phó Tổng cục Tình báo Bộ Công an bị tuyên 12 năm tù và ông Phan Hữu Bách, cựu Phó Cục trưởng B61 Tổng cục Tình báo Bộ Công an cũng bị tuyên 11 năm tù, cả hai đều bị kết tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Tuy nhiên, theo bài báo, nhiều nhân vật xuất thân từ công an vẫn giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy, chính trị và trung ương đảng Cộng sản Việt Nam. Bài báo dẫn lời một cựu trung tá công an ở Sài Gòn nói, Nói về năng lực thì công an Việt Nam là một trong những công an giỏi, không có tổ chức phản động nào tồn tại được ở Việt Nam, ngon ngoe là bắt liền. Nhưng cá nhân thì khác, như vừa rồi ba công an đi bắn dê là làm bậy công an bảo vệ dân thì lại ăn cắp của dân hay mấy ông cảnh sát biển thực chất là công an qua tham nhũng 50 tỷ chia nhau và bị trừng trị bài báo kết luận đó là những minh chứng rõ nét lực lượng công an lâu nay không thực hiện chức năng chính của họ là giữ gìn an ninh trật tự xã hội cho dân chúng quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo chấm d với bản tin Cô lâm hoàng tưởng cần áp dụng đúng luật để minh oan cho các tử tù bị oan sai ngày 8 tháng 8 trên facebook cá nhân của nhà thơ thái hảo có bài vô tội và ân xá bình luận về vụ án của nguyễn văn trưởng tác giả dẫn một cách nói mà gặp trên nhiều trang facebook trong mấy ngày qua đó là tôi không khẳng định rằng nguyễn văn trưởng vô tội tuy nhiên do còn có những vấn đề abc nên tôi cho rằng cần hoãn thi hành án tử và tác giả thấy nó không ổn bởi điều 13 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định như sau: Người bị buộc tội được coi là có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự thủ tục do bộ luật này quy định và có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự thủ tục do bộ luật này quy định thì cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội là không có tội hình ảnh bài trên Facebook của nhà thơ Thái Hào. Tác giả nhận xét có tội hay vô tội đó là các thuật ngữ pháp lý chứ không phải là cảm quan cá nhân. Muốn khẳng định hay kết luận một người có tội hay không thì phải dựa vào định nghĩa trên. Tác giả nêu giả thiết. Sau một năm nữa, các cơ quan tố tụng đã chứng minh theo trình tự thủ tục được rằng Nguyễn Văn Trưởng giết người thì khi đó trưởng mới bị coi là có tội. Còn bây giờ, với một bản án còn đầy mâu thuẫn, khuất tất vi phạm nghiêm trọng trình tự tố tụng, chưa xem xét đầy đủ và khách quan chứng cứ buộc tội thì phải khẳng định rằng trưởng vô tội và đây là một vụ án oan đến thời điểm này. Tác giả tiếp tục đề cập đến khái niệm thứ hai, ân xá và tác giả dẫn từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê cho biết ân xá hay ân giảm là quyết định của cơ quan quyền lực nhà nước tối cao hoặc của nguyên thủ quốc gia miễn hoặc giảm hình phạt của phạm nhân đã có biểu hiện hối cải nhân dịp lễ lớn. Tác giả cho biết thêm, luật đặc xá năm 2018 cũng có định nghĩa tương tự. Như vậy, tác giả cho rằng, chỉ gọi là ân xá, ân giảm hoặc đặc xá đối với phạm nhân, tức là người đã có tội. Còn với người nhận một bản án còn đầy mâu thuẫn, khuất tất, có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, trình tự tố tụng, chưa xem xét đầy đủ và khách quan chứng cứ buộc tội, thì yêu cầu đúng đắn phải là điều tra lại, xét xử lại chứ không phải là xin ân xá. Hình ảnh huyết thư kêu an cho con của ông Nguyễn Trường Chinh, bố của tử tù Nguyễn Văn Trưởng. Mà theo Bộ Luật Hình sự năm 2015 thì thẩm quyền này thuộc về Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kiến nghị, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị khi có các yêu cầu, kiến nghị, đề nghị này thì bắt buộc hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao phải mở phiên họp để xem xét lại các quyết định trước đó. Tác giả hiểu rằng ai cũng vì thương và lo cho Nguyễn Văn Chưởng, Hồ Duy Hải và tất cả những người đã bị kết án nhưng có dấu hiệu an sai. Tuy nhiên tốt nhất vẫn nên thực hiện trên tinh thần thượng tôn pháp luật chứ không phải là xin xỏ. Tác giả nhắc nhớ đến cô giáo Lê Thị Dung khi được đề nghị nhận đi rồi sẽ được về. Cô đã dứt khoát từ chối, thà chết trong tù, chứ không đánh mất sự tôn nghiêm. Tác giả tiếp tục đặt giả thiết, nếu Nguyễn Văn Trưởng được ân xá mà trở về, thì chắc chắn tác giả cũng như mọi người sẽ vui mừng đến vỡ òa. Nhưng lẫn khuất đâu đó trong nội tâm sẽ luôn dây dứt một nỗi bẻ bàng khôn tả vì sự sống thiên liêng cao quý của con người đã được ban phát một cách tội nghiệp. Tác giả đề xuất luật đã có dấu hiệu oan sai thì quá nhiều. Vậy lúc này, Chủ tịch nước bằng quyền hạn của mình hãy ký quyết định hoãn thi hành án. Và sau đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ cần căn cứ Điều 404 đến 412 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 thì có thể cứu được các tử tù đang có nguy cơ chết oan. Theo tác giả, việc làm cần thiết và đúng đắn này vừa giúp thể hiện được tinh thần thượng tôn pháp luật, vừa giữ được sự tôn nghiêm cho tất cả quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin cần áp dụng đúng luật để minh oan cho các tử tù bị oan sai quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký Kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất Ngọc Thơ thời báo chấm d